Tính đến thời điểm này, nông dân thành phố Đà Nẵng đã xuống giống lúa vụ hè thu đạt hơn 70% kế hoạch. Cùng với đó, công tác chống hạn cho ruộng lúa được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo sát sao, giúp cho nông dân yên tâm sản xuất. Hòa Vang là huyện có cánh đồng lúa lớn nhất thành phố Đà Nẵng với dự kiến diện tích sản xuất vụ hè thu năm nay là hơn 2.000 hecta. Mặc dù hiện đang là thời điểm nắng nóng gay gắt, nguy cơ thiếu nước sản xuất, nhưng bà con vẫn bảo đảm tiến độ giải phóng đất và gieo xạ lúa theo khung lịch ngay từ đầu tháng 5 đến nay. Nói chung là khi mà chống hạn năm nay là chắc là thời tiết là rất là khắc nghiệt, nắng hạn rất là nhiều. Nói chung là trong thời tiết này là nói chung là mình khi mình xoay xe xạ là nên giữ nước theo một cách là mức độ vừa phải. Chứ giờ gió trên đập đồng nghĩa là hay chúng có đau lúc bị cần còn kiệt. Hồi nay thì xạ về diện tích tao là tôi xạ tầm cả 5 sổ. Còn hạn thì hạn hán thì nó tóm lại là thì lượng nước là cũng đủ để xạ. Hiện các địa phương trên địa bàn Đà Nẵng đã chỉ đạo các xã phường phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi về lịch đổ nước cho từng vùng. Đến nay tình hình nước tưới ở hầu hết các địa phương đều được bảo đảm. Kế hoạch của huyện là triển khai cái vụ hè thu năm 2020 là trên địa bàn huyện sản xuất tổng cái diện tích khoảng 2.237 ha. Về công tác giống để chuẩn bị hè thu thì huyện đã có một chính sách là hỗ trợ cho nhân dân thu đậu giống lúa để cho phục vụ cái vụ hè thu trên địa bàn huyện. Hiện nay là giống bà con đã chuẩn bị sẵn và tiến độ gieo xạ đến nay là đã đạt trên 75%. Về còn nước tưới thì trên địa bàn huyện hiện nay là công ty khai thác thủy lợi Đà Nẵng đã đảm nhận diện tích lớn và đến hiện nay thì chưa có hạn xảy ra, cũng đảm bảo nước cho thực hiện việc chia sẻ vụ hè thu. Thời tiết Đà Nẵng đang tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng gay gắt và có nguy cơ khô hạn, nhưng với công tác triển khai sản xuất bảo đảm các điều kiện về nước tưới, chất lượng giống lúa có khả năng chịu hạn tốt cùng nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, nông dân Đà Nẵng kỳ vọng vụ hè thu năm nay tiếp tục đạt hiệu quả cao.